cóm xuất cảnh vì nợ thuế 1 triệu đồng. Những ngày gần đây, báo chí liên tục đưa tin về việc nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bị cấm xuất cảnh vì nợ thuế, thậm chí với số tiền rất nhỏ chưa tới 1 triệu đồng. Nhiều ý kiến cho rằng việc hoãn xuất cảnh lãnh đạo doanh nghiệp chỉ vì 1 triệu đồng nợ thuế là hơi quá. Liệu có đúng như vậy hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé! Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tin Gọn để ủng hộ nhóm nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều! Những vụ việc gần đây. Trong vòng 1 tháng qua, các chi cục hải quan thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 12 cá nhân là đại diện pháp luật của doanh nghiệp do nợ thuế. Điều đáng chú ý là việc tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng cho các trường hợp nợ thuế với số tiền chênh lệch đáng kể, không phân biệt mức độ nghiêm trọng. Ví dụ điển hình là trường hợp của ông Lê Huy Bình, giám đốc kiêm đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hóa chất Hải Đăng. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 đã gửi thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Bình do công ty của ông chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với số tiền lên đến 977,2 triệu đồng. Tương tự, ông Nguyễn Hữu Huỳnh, giám đốc kiêm đại diện pháp luật chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thực phẩm An Thái cũng bị tạm hoãn xuất cảnh do công ty ông nợ gần 290 triệu đồng tiền thuế. Trường hợp của ông Trần Tô Quyền, giám đốc kiêm đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ Ngọc Diệu cũng bị tạm hoãn xuất cảnh do bị cưỡng chế hơn 10,2 triệu đồng tiền thuế. Không chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh, chi cục thuế khu vực Biên Hòa Vĩnh Cửu thuộc cục thuế tỉnh Đồng Nai cũng đã gửi thông báo đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tạm hoãn xuất cảnh đối với 64 cá nhân là đại diện pháp luật của các doanh nghiệp nợ thuế. Trước đó, vào tháng 10 năm 2023, Chi cục thuế khu vực quận 7 huyện Nhà Bè trực thuộc Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấm xuất cảnh đối với 11 cá nhân là đại diện pháp luật của 11 doanh nghiệp nợ thuế. Bên cạnh đó, có một số trường hợp nhiều người khi ra đến sân bay mới biết bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Ví dụ như vào tháng 10 năm 2023, bà LTV, đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Babycare, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đơn kiến nghị đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 vì nhận thông báo tạm hoãn xuất cảnh, trong khi chưa từng làm giám đốc và không hay biết gì về công ty Babycare. Bà khẳng định bản thân bị đánh cắp thông tin để thành lập công ty với mục đích xấu, trốn thuế và đề nghị cơ quan cấp phép đăng ký kinh doanh, phối hợp làm việc, cung cấp hồ sơ của công ty Babycare cho cơ quan công an xác minh việc giả mạo, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty này, đồng thời hủy thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với bà. Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, pháp luật cho phép ngành thuế gửi thông báo đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh tạm hoãn xuất cảnh đối với người vi phạm về thuế. Ông Dũng cũng khẳng định, sau khi các cá nhân này nộp thuế đầy đủ, cơ quan thuế sẽ thông báo cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh biết để tháo gỡ việc tạm hoãn xuất cảnh. Liệu còn biện pháp khác? Mặc dù việc tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng đối với các doanh nghiệp nợ thuế, nhưng thực tế cho thấy có sự khác biệt lớn về số tiền nợ thuế giữa các trường hợp. Có những doanh nghiệp nợ thuế lên đến hàng chục tỷ đồng, trong khi cũng có những doanh nghiệp chỉ nợ vài trăm ngàn đồng. Điển hình là trường hợp của giám đốc kiêm đại diện pháp luật, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hóa chất Gia Thăng, người bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, do doanh nghiệp này nợ thuế hơn 997.000 đồng, chưa bao gồm các khoản phạt chậm nộp. Theo quan điểm của các doanh nghiệp, mục tiêu cuối cùng của việc áp dụng các biện pháp chế tài đối với doanh nghiệp nợ thuế là thu hồi số tiền nợ về cho ngân sách nhà nước, do đó biện pháp cưỡng chế tài khoản doanh nghiệp nên được ưu tiên hàng đầu. Một giám đốc doanh nghiệp ở quận 7 chia sẻ vào năm 2023, ông đã nhận được thông báo từ Chi cục thuế quận 7 về việc doanh nghiệp của ông nợ thuế giá trị gia tăng khoảng 10 triệu đồng. Cơ quan thuế yêu cầu doanh nghiệp phải nộp thuế trong vòng 5 ngày kể từ ngày phát hành thông báo, nếu không sẽ áp dụng biện pháp chế tài, bao gồm cả việc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh. Vị giám đốc này cho biết kế toán công ty đã hoàn thành báo cáo thuế đầy đủ, nhưng quên nộp thuế. Ngay khi nhận được thông báo, chúng tôi đã lập tức nộp thuế và nộp phạt. Ông cũng bày tỏ quan điểm, chúng tôi không cố tình trốn thuế mà do sơ suất của bộ phận chuyên môn và đã khắc phục ngay sau khi nhận được thông báo của cơ quan thuế. Tuy nhiên, qua sự việc này, tôi nhận thấy cơ quan thuế có thể lựa chọn cách thức khác để thu hồi nợ thuế và hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn. Ví dụ, thay vì thời gian thông báo đến ra quyết định chỉ trong 5 ngày là quá ngắn, nên cho doanh nghiệp 30 ngày để kiểm tra và thực hiện nghĩa vụ thuế. Khoảng thời gian 30 ngày này cũng đủ để những doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính có thể xoay sở và nộp thuế. Vị doanh nhân này cũng cho biết thêm, trong trường hợp doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh do sơ suất, việc tháo gỡ quyết định tạm hoãn xuất cảnh sẽ mất nhiều thời gian và thủ tục. Quan trọng hơn, quyết định tạm hoãn xuất cảnh sẽ trở thành một vết đen trong hồ sơ của doanh nhân và doanh nghiệp. Theo một thanh tra viên Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh,
Việc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp nợ thuế là kết quả của một quá trình kéo dài trong nhiều tháng. Lý do là, bên cạnh những đơn vị cố tình chây ì, có rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong kinh doanh dẫn đến tình trạng nợ thuế. Trong những trường hợp này, cơ quan thuế luôn thông báo và làm việc với doanh nghiệp, lắng nghe những đề xuất, phương án và cam kết của họ về việc nộp thuế trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ khi doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết, thì cơ quan thuế mới tiến hành cưỡng chế thuế. Các biện pháp cưỡng chế thuế ban đầu bao gồm phong tỏa tài khoản ngân hàng, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Nếu doanh nghiệp vẫn không nộp thuế sau khi áp dụng các biện pháp này, cơ quan thuế buộc phải áp dụng nhiều biện pháp khác, trong đó có việc đề nghị cấm xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật. Cơ quan thuế là đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chủ doanh nghiệp bị cấm xuất cảnh. Liên quan đến việc doanh nghiệp chỉ nợ thuế vài triệu đồng cũng bị cấm xuất cảnh, vị thanh tra viên cho biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành thuế là tập trung thu hồi nợ thuế, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Do đó, cơ quan thuế phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế để doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ nộp ngân sách. Nếu không thực hiện, cấp trên sẽ đặt câu hỏi về việc tại sao cơ quan thuế không thực hiện những quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vị thanh tra viên cũng cho rằng, việc linh hoạt cấm xuất cảnh đối với doanh nghiệp nợ thuế cần có chính sách của nhà nước và sự điều chỉnh pháp luật về thuế. Nợ thuế dù một đồng cũng là vi phạm. Luật sư Nguyễn Quốc Toản, giám đốc hãng luật IAM TP.HCM khẳng định rằng nợ thuế dù chỉ một đồng cũng là vi phạm pháp luật. Cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến việc nợ thuế quá hạn đều phải chịu xử lý như nhau theo quy định của pháp luật. Thuế không phân biệt giàu nghèo, không có chuyện nợ ít hay nợ nhiều, mà chỉ có nợ quá hạn, tức là vi phạm. Luật sư Toản dẫn chứng câu chuyện về một cụ ông người Mỹ, chỉ vì khoản thuế nhà 500 đô đã đóng nhưng quên mất khoản lãi suất tích lũy trong khoảng thời gian xét thanh toán được gửi đi là 8,41 đô la. Kết quả là 3 năm sau đó, cụ ông bị kê biên căn nhà trị giá 60.000 đô. Luật sư Toản nhấn mạnh, nợ hơn 8 đô còn có thể bị kê biên cả tài sản. Nguyên tắc của luật pháp Mỹ là không nộp đủ thuế trong năm trước, chủ sở hữu tài sản sẽ bị coi là nợ thuế. Áp dụng vào trường hợp doanh nghiệp nợ thuế gần 1 triệu đồng, luật sư Toản cho rằng con số này thoạt nghe có vẻ nhỏ. Nhưng nếu tính cả khoản nợ quá hạn, lãi suất trong 11 năm qua thì khoản nợ chắc chắn không chỉ dừng lại ở con số 1 triệu đồng. Đồng quan điểm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài chính, chuyên gia kinh tế tài chính nhận định, thuế là quy định pháp luật mang tính pháp lý cao nhất, đóng góp vào ngân sách nhà nước mà mỗi cá nhân, doanh nghiệp có doanh thu, có lợi nhuận bắt buộc phải đóng. Về nguyên tắc, doanh nghiệp và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đó phải tự tính toán, kê khai và chấp hành việc nộp thuế. Phó Giáo sư Tiến sĩ Thịnh giải thích, nói một cách đơn giản, các quyết định tạm hoãn xuất cảnh hay cưỡng chế hải quan liên quan đến nợ thuế nhằm mục đích đảm bảo tính thượng tôn pháp luật của doanh nghiệp và doanh nhân. Đã lập doanh nghiệp, đã là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thì phải đặt yếu tố thượng tôn pháp luật lên hàng đầu. Các thông báo nợ thuế, cưỡng chế thuế được cơ quan quản lý gửi rất nhiều lần về doanh nghiệp. Trong thời gian đó, người đại diện pháp luật của đơn vị không thể không biết hay là nghĩ khoản tiền nhỏ không đáng để quan tâm. Tôi cho rằng không nên có sự phân biệt và du di với các trường hợp nợ thuế chây ì như thế này. Ai chịu trách nhiệm cho việc chậm hoàn thuế? Trong bối cảnh ngành thuế ngày càng siết chặt và việc nộp thuế và xử lý nợ thuế, nhiều doanh nghiệp cho rằng cơ quan thuế cũng cần chịu trách nhiệm đối với việc chậm hoàn thuế. Gần đây, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư cao su Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đã bị chậm hoàn thuế khoảng 2 năm nay với số tiền lên tới gần 70 tỷ đồng, thậm chí số tiền chậm hoàn thuế hiện còn lớn hơn cả vốn điều lệ của công ty. Doanh nghiệp buộc phải tạm ngừng hoạt động vì không có vốn để quay vòng. Đại diện công ty cho biết, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng doanh nghiệp không thể giải thể, vì nếu giải thể việc thực hiện các thủ tục để nhận hoàn thuế sau này sẽ ngày càng khó khăn hơn. Việc bị tạm giữ hàng chục tỷ đồng thuế giá trị gia tăng khiến doanh nghiệp hụt nguồn tài chính, không thể thực hiện các đơn hàng xuất khẩu và liên tục mất khách hàng. Trước đó vào năm 2023, nhiều doanh nghiệp ngành gỗ cũng phản ánh việc được hoàn thuế giá trị gia tăng khó như lên trời. Điển hình như trường hợp của công ty cổ phần Focosep Việt Nam bị chậm hoàn thuế 355 tỷ đồng và đã từng gửi 29 hồ sơ cho các kỳ hoàn thuế từ tháng 6/2020 đến tháng 2/2023. Một số doanh nghiệp cho hay rằng họ bị vạ lây từ các doanh nghiệp đã đóng cửa, bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh, trong khi hồ sơ xin hoàn thuế cần xác minh hóa đơn chứng từ các doanh nghiệp này. Theo luật sư Nguyễn Quốc Toản, tiền hoàn thuế giá trị gia tăng thực chất là tiền thuế mà doanh nghiệp đã nộp khi mua hàng hóa trong nước để chế biến hàng xuất khẩu. Có nghĩa là doanh nghiệp đã ứng tiền cho ngân sách nhà nước dự giúp, nên sau khi doanh nghiệp đáp ứng được các quy định, cơ quan thuế phải có trách nhiệm hoàn trả. Tuy vậy, việc đáp ứng đầy đủ hồ sơ hóa đơn mua hàng đầu vào để được hoàn thuế lại không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện được. Do đó, đa số hồ sơ bị chậm do không đáp ứng đủ điều kiện hoặc bị bế tắc trong quá trình xác minh hóa đơn chứng từ. Tình trạng này đặc biệt phổ biến trong bối cảnh số doanh nghiệp đóng cửa phá sản lên đến hàng ngàn doanh nghiệp mỗi tháng. Luật sư Toản cho biết,
Việc xác minh hóa đơn là chuyện nội bộ của ngành thuế. Tuy vậy, ngành thuế phải đảm bảo quy định của pháp luật là giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp trong vòng 40 ngày. Trách nhiệm của ngành thuế không chỉ là thu đúng, thu đủ, kịp thời tiền thuế, mà còn phải chịu trách nhiệm chống trốn thuế, chống gian lận thuế, đặc biệt là chống việc chiếm đoạt ngân sách nhà nước thông qua hoàn thuế giá trị gia tăng. Nếu không điều tra, xác minh kỹ để ngân sách nhà nước bị chiếm đoạt, thì cán bộ thuế sẽ bị quy trách nhiệm. Trong thực tế, chưa có quy định nào quy định việc cơ quan thuế chậm hoàn thuế sẽ bị xử lý như thế nào. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!